Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel Thiên Vũ Audio, mình là Bi. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người một dàn loa xem phim và nghe nhạc 5.1 khá là đa dụng và chất lượng với giá thành cực kỳ thấp, nó chỉ có 7 triệu đồng. 7 triệu đồng mà mọi người đã sở hữu được một dàn loa 5.1 mà chưa hết nha. Dàn loa này đến từ hãng Denon. Còn về hãng Denon, chất lượng và uy tín của hãng Denon đã được xây dựng hơn 100 năm nay rồi. Cho nên về độ tin tưởng thì đối với mình nó khỏi phải bàn. Xin giới thiệu với mọi người, đây là dàn loa Denon SYS 2020 5.1. Thì mình xin nói về thẩm mỹ và thiết kế của nó trước. Dàn loa bao gồm 5 chiếc loa vệ tinh và một chiếc loa sập. Bên về phần chiếc loa sập thì nó có hình dạng là hình vuông. Màu sơn của nó là màu đen, mang lại sự sang trọng và huyền bí. Mình là mình cực kỳ thích màu đen luôn. Bởi vậy cuộc đời của mình toàn là đen đuổi không à. Thì ngoài màu đen ra, ở mặt trước của chiếc loa sập nó sẽ có logo của hãng Denon. Chiếc loa sập này thì nó có kích thước là chiều ngang của nó là 29cm, chiều cao của nó là 34cm và chiều sâu của nó là 30cm. Ở phần dưới nó gồm có 4 chiếc chân. Theo mình thì nó khá là chắc chắn, nó khoảng 3-5cm thôi. Thiết kế mặt sau của chiếc loa sập thì nó bao gồm có một nút dặn volume, một lỗ đầu vào của âm ly đi ra và một nút công tắc của auto standby, có nghĩa là vào chế độ chờ khi mà các bạn không sử dụng nữa. Ở dưới đây thì nó sẽ có công tắc bật tắt nguồn. Ở dưới công tắc bật tắt nguồn nó sẽ là lỗ cắm nguồn. Cái lỗ này á được gọi là máy lỗ thông gió để cho làm mát loa. Ở mặt đáy của loa, ngoài 4 chân loa nó còn một driver và một lỗ cộng hưởng. Tại sao hãng Denon lại làm chiếc loa sập với driver nằm ở dưới và lỗ cộng hưởng nằm ở dưới? Tại vì nó sẽ cộng hưởng làm cho âm bass của các bạn ra chất lượng và nó rõ ràng cái âm bass của các bạn hơn, tiếng súng chát chát pum 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 rất đã. Thì dàn loa ngoài chiếc loa sập nó còn có 5 chiếc loa vệ tinh. 5 chiếc loa vệ tinh này với thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, chỉ khoảng bằng vừa bàn tay của mình thôi mọi người à. Nó cũng vừa tay lắm. Ở đằng sau của chiếc loa vệ tinh thì nó gồm có các mắt nối để nối các chiếc loa vệ tinh lại với nhau. Và ở đây nó có một cái lỗ để các bạn treo lên tường. Thì trong 5 chiếc loa vệ tinh này bao gồm 2 loa phong đằng trước, 2 loa surround đằng sau và 1 loa center chính giữa. Tại sao họ lại thiết kế theo kiểu như thế này? Là nhiệm vụ của nó là đáp ứng các giải tần từ 100Hz cho tới 20.000Hz. Và kiểu thiết kế 5 loa, 2 loa surround đằng sau, 2 loa phong đằng trước và 1 loa center chính giữa là để phân tầng không gian phòng phim. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi các bạn muốn nghe tiếng bước chân đằng sau, các bạn coi phim ma có tiếng bước chân đằng sau, các bạn sẽ cảm nhận rất rõ rằng có người đang đi phía sau mình hoặc có người nói chuyện trước mặt mình. Thì 2 loa phong ở đằng trước sẽ đáp ứng được cái nhu cầu rằng không gian ở đằng trước, rằng người đang nói chuyện trước mặt mình cảm nhận rất rõ chuyện đó. Thì ngoài thiết kế, mình xin nói tới công suất của chiếc loa sập. Chiếc loa sập với công suất là 100W, nó đáp ứng giải tần 30Hz cho tới 600Hz. Có nghĩa là nó cho ra chất âm bass cực kỳ sâu và chắc chắn. Ví dụ như tiếng súng bắn, nó sẽ cho ra tiếng súng cực kỳ chắc chắn và cảm giác sống động và thật hơn, dành cho các bạn thích xem phim hành động. Ví dụ phim Antivirus, hành động sập giường chẳng hạn. Yeah, boy. Mình xin nói về công suất của chiếc loa vệ tinh này. Công suất của nó cũng như chiếc loa sập là 100W. Ngoài ra nó đáp ứng giải tần từ 100Hz cho tới 20.000Hz. Có nghĩa là sao? Nó đáp ứng các giải tần chép và mid cao hơn như giọng nói của con người, hoặc có những tần số cao hơn nữa. Thì để trải nghiệm được dàn loa Denon SYS 2020 5.1 này, các bạn cần phải kết nối dàn loa này với một dàn âm ly nữa. Thì ở trong khuôn khổ clip này mình xin không nói tới âm ly, nhưng mình sẽ gợi ý cho mọi người một con âm ly cũng đến từ hãng Denon mà theo mình nó khá hợp lý với dàn loa này. Đó là con Denon AVR X250BT. Theo mình thì con AVR X250BT nó có tốc độ giải mã và truyền phát tín hiệu cực kỳ hoàn hảo với dàn loa Denon SYS 2020 5.1 này. Nó giống như kiểu một cặp đôi hoàn hảo. Anh nói sao thì em nghe vậy, một cặp đôi hoàn hảo. Chiếc loa với âm ly mà còn tìm đến được nhau. Mà tôi bây giờ cũng còn ế mọi người. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó một bên đi. Tổng quan, theo mình đánh giá về mặt thẩm mỹ của chiếc loa này thì nó khá là đẹp mắt, dễ setup và dễ trang trí. Đồng thời công dụng của nó còn đáp ứng ở trên mặt thiết kế nữa, thì mình khá là nice ở cái điểm này. Theo mình thì chức năng của loa khá là tiện lợi, thích hợp cho các hoạt động giải trí, xem phim khá là rõ nét về âm thanh, nghe nhạc, chơi game
hoặc thậm chí là trang trí. Theo mình thì về thẩm mỹ, thậm chí là chức năng của nó thì nó không giới hạn bất kỳ một lứa tuổi hay một đối tượng nào hết á. Về chất lượng của dàn loa Denon SYS 2020 5.1 này, theo mình nó xử lý âm thanh 5.1 để xem phim khá là rõ nét và khá là chân thực và sống động. Còn về để nghe nhạc thì theo mình đánh giá về bản thân mình á, mình là một người khá khó tính ở trong âm nhạc, cho nên á, mình tạm thời đánh giá về mặt âm thanh âm nhạc của nó nằm ở mức tạm ổn. Nhưng nó là dàn âm thanh 5.1 và nó không phải là những dòng loa chuyên để nghe nhạc như Hi-Fi hay Bookshelf. Và đồng thời mọi người biết gì nữa không? Nó có một cái giá cực kỳ rẻ, nó chỉ có 7 triệu đồng thôi. Chỉ có 7 triệu đồng. Cho nên mình xin được đánh giá và so sánh dựa trên những dàn loa chỉ có giá 7 triệu đồng thì mình nâng mức nghe nhạc của nó lên là mức ổn đối với bản thân của mình. Tổng kết, theo mình chiếc loa này khá thích hợp cho các hoạt động trải nghiệm xem phim chân thật sống động, nghe nhạc ở mức vừa và ổn. Thậm chí là các bạn có thể dùng để trang trí, các bạn có thể mua về tặng cho người thân của mình để họ có những trải nghiệm xem phim mới hơn, họ có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống của mình nè. Theo mình thì dàn loa Denon SYS 2020 5.1 này thích hợp nhất cho các mọc phim. Các mọc phim mà chưa trải nghiệm âm thanh 5.1 sống động và chân thực như thế này, theo mình các bạn hơi bị phí phạm. Mọi người nhớ tag mọc phim của mình vào phần comment nha. Dàn loa Denon SYS 2020 5.1 hiện đang được có sẵn với giá niêm yết là 7 triệu đồng tại Thiên Vũ Audio số 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Mọi người có thể tới để trải nghiệm thực tế hoặc gọi hotline để được tư vấn trực tiếp. Nếu như mọi người muốn biết thêm thông tin hoặc mua online, mọi người có thể bấm vào phần website mình để ở phần description nha. Và tới đây thì thời lượng clip đã hết. Mình mong rằng mọi người đã vừa có một trải nghiệm xem clip thú vị. Và mọi người đừng quên nhấn đăng ký kênh Thiên Vũ Audio và nhấn nút cái chuông để đón chờ các clip review khác của bọn mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo.